Xin chào các anh em. Hiện tại các anh em thấy trước mặt của tôi là một photographer mới ra trường. Thì hôm nay tôi cũng lang thang trên đường thôi. Gặp cái dịp này thấy ở đây hiện tại đã đang các photo và các mẫu đang chụp hình rất là nhiều. Ví dụ cái đây. Đây là gọi là phố ông đồ. Hiện tại là ở đường đường gì vậy? Đường này là đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai. Anh em nào muốn chụp thì ra đây nha. Ra đây. Thì bây giờ hiện tại mình đang quay phim ở đây là mấy giờ rồi đồng hồ em? Mấy giờ cho anh trai? 4 giờ. Hiện tại mình quay ở đây là 4 giờ. Thì mình chia sẻ với anh em nào mà photo nào mà chụp hình không có đèn, hiện tại bây giờ không có đèn thì nên lưu ý một chút ha. Hiện tại mình đang quay đây, ví dụ điện thoại mình quay này, anh em coi là ngược sáng. Bây giờ mà anh em muốn cái ảnh mình được tốt, được đẹp thì anh em phải đứng thuận sáng lên cho ảnh mình đẹp. Anh em coi cái photo mình đứng này, đứng qua đi. Đây đó, hiện tại anh em thấy không, cái photo mình đang quay ngược lại thì rõ ràng anh em chụp hướng này, mặt sẽ bị tối, ảnh sẽ bị tối và anh em không có cái đèn đánh vô hoặc là không có flash, không có cái hắt sáng, ảnh sẽ rất là tối và không được trông được cho khách hàng. Thì ngược lại cái photo đó chụp mình thì mình quay mặt trời cho anh em coi nha. Đây mặt trời, đây lên nét của chú coi, đây đó, anh em thấy mặt trời lung linh không, quá lung linh luôn. Thì bây giờ mặt trời buổi chiều này, thứ nhất này anh em xách màu này, mặt trời buổi chiều anh em coi cái màu da mình này nó sẽ bị vàng, cho nên anh em nhớ hạ nhiệt độ cao xuống nha, hạ xuống cho vừa nha. Rồi bây giờ anh em tạm thời coi cái ảnh anh mà chụp. Bây giờ mình sẽ đưa cái video này, mình tạm thời ngưng cái video đó để mình chụp hình đó nha. Rồi có thể là chụp, mình đang cầm cái máy luôn đi. Rồi anh em coi, bây giờ mình cầm máy mình giữ luôn nha. Có để tóc anh cho đẹp trai chút nha. Quá đẹp rồi đó. Đây anh em coi nè, anh em coi mình mới chụp luôn, anh em coi mới chụp nóng hổ luôn. Đây mình nè coi nha, nóng hổ luôn nha. Đây thấy chưa, đúng ra là mình đã nhờ một nhóm photo chụp cho mình, là với cái giá như cái anh em sẽ coi video trước nữa, là giá chụp là 700, make up trang phục và chụp hình luôn, cả làm tóc luôn mà giá chụp là 700k thôi anh em ơi, 700k mà mình được là 20 tấm hình photo và được một cái trang phục, được một lần make up và tóc của tôi và 100 tấm hình gốc. Thì anh em thấy cái giá chụp có hợp lệ hay không anh em coi. Thì đúng ra là mình phải chụp, nhưng mà bây giờ chờ họ nói là photo chụp khách đông quá, với cái giá đó là quá rẻ cho nên chụp rất là nhiều, cho nên mình phải chờ luôn đó. Ngược lại mình chờ thì mình đang nôn nóng rảnh thì mình làm cho video cho anh em coi luôn cái hướng sáng đi vô này, anh em thấy rõ chưa. Giờ chụp thêm tấm nữa nha, hay là khỏi chụp? Khỏi chụp vậy là đủ không? Sau này đủ rồi, về nhà phân tích thêm đúng không? Ok, mình nghĩ anh em coi vậy là đủ, hiểu rồi ha, về nhà mình phân tích thêm. Coi thêm mình... đi vào đi. Anh em coi một chút cái cảnh xung quanh ở đây ha, cho biết luôn ha. Đây. Từ từ. Từ từ không xuống tay nhá. Từ. Đó, anh em cái cảnh ở đây rất là nhộn nhịp. Đó. Ở đây mình được biết thông tin là anh em mà muốn chụp thì tới mua một cái vật gì đó ủng hộ cho những cái người mà bán hàng ở đây. Rồi anh em ngồi vô chụp. Hoặc là anh em nào mà có điều kiện hơn thì lì xì cho họ 100k gian hàng đi, thì anh em chụp được thoải mái. Hoặc là cũng có nhiều gian hàng rất là khó khăn, người ta không muốn chụp hình thì mình phải nói làm sao đó cho nhẹ nhàng, chứ không phải là nghĩ là không cho chụp là trách móc như ha. Anh em có thoải mái ha. Đó, mình đang đi một vòng cho anh em coi cái cảnh hiện tại ở đây. Thì rõ ràng anh em thấy không, hồi nãy cái hình mình nói rồi, quay thuận sáng nè, lúc mình chụp hiện tại giờ không có đèn nè, thuận sáng thì rõ ràng cái ảnh mình sẽ sáng hơn, và khi mà thuận sáng thì mặt trời đánh vào cái người của mình thì dần dần, cho nên anh em hạ nhiệt độ cao xuống để cho nó bớt vàng đi đó. Thì anh em coi những cái video trước mà mình chia sẻ với anh em là cách set màu cái picture style và nhiệt độ cao làm sao cho nó hợp với cảnh này nè. Anh em thấy ha, thường thường mình đứng vào cái màu vàng này thì sẽ ám vàng rất là nhiều nữa anh em, nhiệt độ cao là buổi chiều đã là ánh sáng vàng rồi, cho nên anh em muốn chụp làm nhanh gọn thì anh em cố gắng là set nhiệt độ cao cho nó chuẩn luôn, chụp đỡ phải vất vả chỉnh màu ha. Rồi anh em có một vòng lại này, ngược lại ha. Đây mình ra ngoài đường mình quay cho anh em coi một chút ngoài đường hiện tại có cái gì. Wow, mình đang quay bằng tay không có cái đồ quay phim cho nên nó hắng bị rung một chút, anh em thông cảm với phần này nha. Đây view của chỗ đẹp rồi. Ok anh em thấy không? Cảnh này mà ngày mai mà chủ nhật ngày mốt chứ mốt chủ nhật mà đi chụp chắc luôn lắm này. Đây view đẹp luôn, đứng ở đây xóa phong là lung lên luôn ha. Ok rồi,
Anh em thấy không, hiện tại cái phố buổi chiều mà rất là nhộn nhịp. Đây, rất là nhộn nhịp. Ok. Rồi, bây giờ mình quay lại chụp hình đi ha. Ha, quay lại một chút đi ha. Cái chỗ đó ánh sáng tốt đó. Hoặc là đây này, hoặc là đây cũng được này, đây không bị vì vàng này. Hoặc là đây chỗ này nè, sẵn mình quay chút anh em một hạt lò. Anh em thấy hiện tại cái trước mặt mình không? Đây, hồi nãy mình đứng đằng kia là có cái ánh sáng mặt trời rọi vào, còn đứng đây là có cây mát diêm diêm rồi. Thì cỡ này nè, thì nếu anh em chụp mà không muốn bị ám màu, anh em đứng ở đây là chụp đẹp luôn. Đây, chỉ một chỗ mắt mắt. Trước mặt mình cũng có một cái mẫu rất đẹp nữa. Đây, các bạn cứ nghe, đây, rất là đẹp. Ok, anh em thấy không? Đó, thực sự mà nói rất nhiều người mẫu đẹp, không phải riêng người mẫu nữa đâu. Đây, bây giờ anh em coi mình chụp nha. Chụp đi ha. Ok, bấm đứng nha. Bấm đứng lại ha. Hello, xin chào các anh em. Thì quay lại cái bức ảnh mà anh em coi hồi nãy đã trước kia đã chụp. Thì về nhà mình mở lên cho anh em coi. Khi mà bỏ là Photoshop, Camera Raw, Photoshop như thế này. Thì đó là bức ảnh của chúng ta. Về cái mặt ánh sáng thì mình khỏi lo rồi, nó đủ ánh sáng hết trơn rồi. Những cái vùng mặt và vùng áo một người chỉ có cái màu nó hơi lệch không như mình mong muốn thôi. Thì với những bức ảnh thế này thì anh em chỉnh nó đỡ vất vả nhiều cho anh em chỉnh một tấm hình nào đó cho anh em copy sang hoặc là share lại. Rồi anh em bắt qua thôi. Thì thí dụ như ở đây là mình đẩy, mình có nói trong video anh em nhớ đẩy nhiệt độ cao xuống nha. Thì ở đây ví dụ ở đây nó báo là nhiệt độ cao là 5000, không có đẩy xuống. Thì mình nói anh em đẩy xuống, nhiệt độ cao sẽ đẩy xuống nè. Thì khi đẩy xuống 4.5 thì ảnh nó sẽ giảm bớt cái lượng vàng, màu vàng của cái áo của mình ra. Anh em muốn màu trắng thì anh em đẩy nhiệt độ cao xuống. Rồi còn lại anh em muốn cái màu mà ra hồng hồng thì thực chất cái da của mình không có makeup thì cái màu nó hơi khác một chút. Còn nếu mà với các da các người mẫu và các người nữ có makeup thì nó đỡ rồi, thì anh em chuyển qua cái này cho nhanh thôi. Thì anh em coi mình vượt thử ảnh này như thế nào, có thử nhanh hay không ha. Xuống ở bó trai thì mặt sẽ sẽ đỏ. Và cái tại vì khi mà mình muốn màu hồng hồng như các bạn mà mong muốn thì chuyển qua bó trai sẽ hồng hơn. Và những cái lá vàng này sẽ tươi hơn, hơn cái chế độ là Adobe Standard này. Đây, đục anh em coi rõ chút này. Đây, Adobe Standard thì đục này. Còn Standard nó cũng dịu nè. Đó, cũng dịu nè. Nhưng mà anh em muốn thì cái ảnh mà ánh sáng nó đủ như thế này rồi. Còn là cái màu thì anh em kéo nó dễ thôi, không có gì khó cả. Anh em muốn màu đỏ, màu vàng, màu xanh thì anh em kích thôi. Thì ở đây ví dụ như nếu mà anh em chọn vào cái phần Standard thì anh em kéo nhiệt độ cao xuống nữa. Kéo nhiệt độ cao xuống còn tầm đây. Rồi anh em đẩy cái phần tin này về cho ông vàng chứ anh em muốn này. Rồi. Thì rõ ràng mình bức ảnh mà khi anh em chụp mà nó thuận một cái chiều sáng như thế này thì anh em chỉnh rất là nhanh, tại vì nó tiện lợi cho mình, nó đã sáng hết rồi. Nó không còn gì nữa, còn là anh em có thể xài ống kính fit 50 1.8 hoặc là 85 1.8 chụp đều đẹp hết. Với cái giờ như thế này thì anh em cân nhắc cái phần này để mình về mình chỉnh nhanh thôi với cái ánh sáng này. Còn nếu các bức ảnh mà anh em chụp ngược sáng thì nó sẽ hơi tối, cho dù hoặc là nó không hẳn là nó tối, đôi khi anh em biết kỹ thuật chụp thì vẫn ra được, nhưng mà nó sẽ gặp nhiều trường hợp mà anh em không có kinh nghiệm thì chụp ra không đủ cái ánh sáng, nó sẽ tối, hoặc là về nhà mình chỉnh nó sẽ khó hơn những bức ảnh mà mình chụp như thế này. Thì ở ngoài này mình chụp người đấy cũng nhiều nữa, cho nên anh em thường là cứ cúp xóa phông như vậy là thấy đẹp rồi, còn lại người mẫu diễn thôi. Thì đây như tấm này là cái lúc người thợ photo bấm mày có một tấm hình thành này thôi. Còn lại thì khúc sau mình cũng có chụp thêm nè, nếu mà anh em muốn coi thì mình lại chụp những cái tấm sau nữa. Thì giờ để mình chỉnh thử tấm này cho anh em coi thế này. Đây là thấy ổn rồi, thì từ đây là làm nét lên thôi. Anh em có thể kéo nét lên. Cái phần bình da cho mình giảm cái muốn, ví dụ như cái nước mặt này mỏng mụn quá hoặc là già như mình quá thì anh em có thể kéo cái này giảm bớt già đi. Rồi, giảm bớt vết nhăn này. Thì làm cho mặt người ta nhẹ nhàng, rồi anh em ra chấm cũng dễ nữa. Rồi phần đến phần nét thì anh em đẩy nét lên. Rồi tới đây anh em mà chỉnh cái màu vàng, màu vàng cho cái này nó vàng một chút. Thì để khi mình lọc sạch cái màu và màu vàng nó tươi lên thì anh em vào cái kênh này chỉnh tí là xong rồi. Đó là ảnh này mình chỉnh từ cái phần mình chuyển qua Standard. Và cái phần sáng mình chưa kéo vào, mình mới kéo cái vùng làm mình da và vùng nhiệt độ cao đã ra đẹp rồi. Thì khi mà anh em chụp mà đúng cái nhiệt độ cao luôn thì anh em về đỡ chỉnh nhiều luôn. Rồi quay lại đây thì mình sẽ chỉnh một chút giảm màu vàng đây. Đây mình kéo màu vàng để cho nó tươi và vàng chút ha.
Thì khi mình chỉnh màu vàng này thì mình sẽ kéo cái vùng này đây. 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 Anh em thấy mình kéo lên cho rồi, mình muốn giảm vàng màu rực của vàng trước để cho khỏi vô áo mình thì anh em có thể kéo giảm tí từ rất nhiều. Giảm nhiều quá thì nó tái đi, nó còn không còn cái sự sắc xuân nữa. Cho nên mình để vậy cho nó tươi luôn. Rồi anh em muốn chỉnh cái màu anh mình thì mình muốn phủ một cái lớp màu xanh ở trên tất cả tấm hình này, phủ lên cho nó trong cái áo trắng của mình lên, thì anh em vào cái phần này đây. Anh em gọi mã số là 214. Ở đây anh em cho khoảng tầm 3 hoặc 5 tùy thôi, mình thử coi nha. 3. Mình thấy 3 chưa vừa thì mình lên 5. Rồi thì bức ảnh của mình hiện tại cái áo mình đã phủ lên một lớp màu xanh, nó che lớp màu vàng đi. Bây giờ mình sẽ kéo tấm hình này về anh em coi nè. Rồi thấy chưa? Anh em thấy rõ, bây giờ đưa lên cho anh em thấy rõ nhiều chút xíu ha. Thì lúc mà đưa lên như vậy thì cái mặt mà bị mình mặt mình bị ám đỏ nó cũng giảm bớt xanh cho mình rất là nhiều. À, nhưng mà mình nghĩ cái màn hình là mỗi người mỗi khác đó, cho nên mình nghĩ là tầm 5 là vừa rồi. Ra mình chỉnh lại Photoshop sơ, hoặc là các bạn mà chụp mà giao ảnh file thì như trong bây giờ mình có nói là anh em coi có một cái video clip này trước nữa, mình bữa nay mình đi trải nghiệm, mình làm khách hàng, nhưng mà rất tiếc là cái video đó mình chưa có làm lại dựng đăng lên cho các bạn coi trước. Sẵn này thì mình muốn đăng video này cho anh em coi cái phần chụp này, chia sẻ một chút gì đó về cái mẹo chụp như thế này để cho anh em chụp trước cái đó. Còn video đó thì mình chỉ chuyển ở ngoài bên lề thôi, mình đăng sau cho anh em coi biết được cái video đó như thế nào ha. Anh em yêu thích cái video của mình thì nhớ like và comment và chia sẻ cái video của mình cho mọi người tham khảo. Trong cái chuyện thì sẵn mình làm video luôn rồi, tới đây mình có điều kiện nữa thì mình sẽ, hiện tại thì giờ mình chụp không được, như anh em mà đã theo dõi mình rồi thì cái tay mình đang đau không chụp được. Sẵn mình thấy rảnh thì mình đi làm video cho anh em luôn, mình làm được cái gì mình làm trong cái khả năng của mình như anh em đã biết. Rồi bây giờ mình sẽ vượt cái ảnh này ra, anh em có thấy không, hình này mình chưa chỉnh hết mà bây giờ coi ảnh gốc này. Đó là đang rất đơn giản là ra cái hình nó đã đẹp, anh em có thể thì tút xíu là giao rồi. Em phải open này. Rồi mình sẽ up cái file này lên, mình vượt ra để cho anh em coi luôn ha, vượt file này rồi. Thì với cái file này thì mình nhìn đây là mình muốn chỉnh chuẩn á, nếu mà anh em mà làm kỹ á, với tay nghề làm kỹ giao cho khách hàng thì anh em chỉnh chuẩn một chút á, thì anh em kéo cái mặt mình cho nó sáng chúng nó đi. Sáng đây. Mình chỉnh như thế này. Để vùng highlight lên. Đây. Cho tím tím chút. Rồi zoom lên cho anh em coi rõ cái phần này mình chỉnh sao. Đây sáng đây. Nhìn nhận lên. Thì rõ ràng hình của mình là vì da của mình là nó vàng, còn nếu mà da phụ nữ có make up vô cái màu hồng hồng vô thì rất là đẹp rồi, không có nói nữa. Thì mình sẽ xe bức ảnh này lên cho up lên cho anh em tải về để anh em coi cái màu, cái màn hình của anh em có đúng không nha. Đúng hay không rồi anh em chụp cho nó chính xác hơn. Thì giờ anh em coi cái video này nữa anh em sẽ hiểu được một chút nào đó để chỉnh cho nó dễ. Em phải giảm những vết nhăn này một chút. Rồi cái video hôm nay thì mình chia sẻ anh em tới đây thôi, để video sau nữa thì mình anh em muốn coi mình tiếp tục cái phần mà chỉnh sửa mặt như là hiện tại ở đây này, anh em muốn coi nữa thì phần sau mình sẽ làm nữa. Và anh em nhớ yêu thích của mình thì anh em chưa biết cái phần nào, anh em cứ đăng ký vào kênh YouTube Thailand của mình để anh em biết thêm những cái video mà đôi lúc mình cần học mình biết, thì anh em cứ đăng ký để biết. Rồi chào tạm biệt anh em ha, mình sẽ lại một cái cho con mất. Xe đi bét đi. Xe vô đây. Thái làm gì vậy nhá. Rồi. Mình úp cái ảnh này lên cho anh em luôn. Ok. Rồi chào tạm biệt anh em.